Xin chào các bạn. Ở bài hướng dẫn hôm nay sẽ là cách thực hiện các mũi giảm. Mũi giảm này là một cách để chúng ta loại bỏ bớt các mũi khâu ra khỏi sản phẩm của chúng ta để làm bé sản phẩm lại. Hoặc là vào những trường hợp chúng ta cần phải giảm nhỏ lại để kết thúc sản phẩm như là móc thú. Trong cái sơ đồ ký hiệu này, mũi giảm sẽ được ký hiệu là chữ A. Còn trong các mẫu chữ viết bằng tiếng Anh, nó sẽ thường được ký hiệu như là trên màn hình mà các bạn vừa thấy. Thì cách thực hiện mũi giảm này như sau. Bước 1, chúng ta sẽ luồn kim vào cả hai vòng của mũi khâu. Chúng ta sẽ đưa kim vào cả hai vòng của mũi khâu. Quấn sợi trên kim, móc. Kéo sợi qua. Tiếp tục chúng ta sẽ luồn kim móc vào cả hai vòng len của mũi khâu thứ hai, quấn sợi, kéo sợi qua mũi khâu. Lúc này chúng ta sẽ có 3 vòng sợi trên kim. Ở bước thứ ba, chúng ta sẽ quấn sợi và kéo sợi qua cả 3 vòng sợi trên kim. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong một mũi giảm. Mình sẽ thực hiện tiếp tục mũi giảm thứ hai để các bạn quan sát. Chúng ta sẽ đưa kim vào cả hai vòng của mũi khâu, quấn sợi, kéo sợi qua khỏi mũi khâu. Tiếp tục chúng ta sẽ đưa kim vào cả hai vòng của mũi khâu tiếp theo, quấn sợi, kéo sợi qua mũi khâu. Và lúc này chúng ta sẽ tiến hành lấy sợi và kéo sợi qua cả 3 vòng len trên kim. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong một mũi giảm thứ hai. Có hai cách để thực hiện mũi giảm. Đây là cách thực hiện mũi giảm thông thường. Và còn một cách giảm mũi nữa được sử dụng rất phổ biến trong việc móc thú bông, đó là giảm mũi tàng hình. Và cách thực hiện mũi giảm tàng hình như sau. Bước 1, luồn kim vào vòng phía trước của mũi khâu đầu tiên. Vòng phía trước có nghĩa là trên cái mũi khâu này hiện tại đang có hai vòng. Chúng ta sẽ luồn kim vào cái vòng ở phía trước mặt chúng ta như thế này. Hiện tại thì trên kim đang có hai vòng len, 1 2. Bước thứ hai, chúng ta tiếp tục luồn kim vào vòng phía trước của mũi khâu kế tiếp. Chúng ta sẽ luồn kim vào cái vòng phía trước của mũi khâu kế tiếp luôn. Hiện tại trên kim đang có 3 vòng sợi. Chúng ta tiến hành quấn sợi, kéo sợi qua hai vòng sợi đầu tiên trên kim. Như vậy là trên kim móc của chúng ta sẽ còn hai vòng sợi. Chúng ta tiếp tục quấn sợi và kéo qua cả hai vòng sợi trên kim. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất một mũi giảm tàng hình. Chúng ta sẽ thực hiện lại. Bước 1, chúng ta sẽ luồn kim vào nửa vòng ngoài của mũi khâu đầu tiên. Tiếp theo chúng ta tiếp tục luồn kim vào nửa vòng ngoài của mũi khâu kế tiếp. Chúng ta tiến hành lấy sợi và kéo sợi qua hai vòng len trên kim. Tiếp tục quấn sợi và kéo sợi qua hai vòng len trên kim để tạo thành một vòng len trên kim. Như vậy là các bạn vừa thực hiện xong một mũi giảm tàng hình, giảm các mũi móc khác, các mũi giảm của mũi nửa móc đôi. Móc đôi hoặc là móc 3 chúng ta cũng thực hiện tương tự. Trên nguyên lý đó là từ hai cái mũi khâu này chúng ta sẽ thực hiện giảm trở thành một mũi. Chúc các bạn thành công với các mũi giảm của mình nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bài tiếp theo. Xin chào các bạn.